thứ trưởng bộ ngoại giao trung quốc vừa mới lên tiếng khẳng định là trung quốc không có chính sách hạ giá nhân dân tệ nhằm trục lợi cho xuất khẩu tuyên bố đưa ra trước thềm cuộc gặp đầu tiên giữa chủ tịch trung quốc tập cận bình và tổng thống mỹ donald trump Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc Zhang Zhiwan đã có cuộc họp báo vào hôm 31 tháng 3. Ông Zhang khẳng định Trung Quốc muốn thúc đẩy giao thương cân bằng với Mỹ, chứ không theo đuổi thẳng như thương mại. Mặc dù ông thừa nhận phía Washington đã có nhiều biện pháp đẩy mạnh xuất khẩu sang Trung Quốc. Cuộc gặp giữa lãnh đạo hai nền kinh tế lớn nhất thế giới sẽ diễn ra vào thứ Năm và thứ Sáu tuần sau, tức là ngày 6 và ngày 7 tháng 4. Đây là lần đầu tiên ông Donald Trump và ông Tập Cận Bình hội kiến. Ông Trump từng đăng lên Twitter rằng đây sẽ là một cuộc gặp khó khăn.